Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Xa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh, tập số 4. Cậu Khôi trở về nhà trong tâm trạng hoang mang tột độ. Hương thấy cậu thì vô cùng mừng rỡ, gấp gáp chạy từ gian bếp ra. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, bắt gặp thấy nét mặt hoảng sợ trên gương mặt chồng. Một dự cảm bất an bắt đầu dâng trào. Cô nhìn cậu Khôi, khẽ hỏi: Có chuyện gì mà nhốn nháo ngoài đó vậy cậu? Cậu Khôi không muốn nói thật vì sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng trong tình cảnh tất cả dân làng đều đã biết và mọi thứ ngày càng rối rắm, việc giấu cô e là sẽ khiến mọi thứ phiền toái hơn. Cậu ngập ngừng rồi nói: Vừa rồi làng phát hiện ra một xác chết, ta phải giúp họ để cái xác đó đến nhà bà Mô Lệnh. Vậy những chuyện mà ông Xịn hôm qua nói đều là sự thật sao? Cậu Khôi im lặng gật đầu. Hương hiểu ý, nét mặt thoáng chút sợ. Cả hai nuốt nước bọt nhìn nhau, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng chiếm lấy bầu không gian lúc bấy giờ. Mất một lúc sau, cậu Khôi mới khẽ cất giọng để xua tan đi bầu không khí nặng nề đó: Ta nghĩ ông ta không gạt chúng ta làm gì. Vì thế mà từ bây giờ, nàng nên cẩn thận với tất cả mọi người ở đây. Ai cũng có thể là con quỷ đó, chúng ta không thể lơ là cảnh giác được. Cậu bước đến ôm lấy Hương, nhìn xuống chiếc vòng mà ông Kha cho. Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên hy vọng ông ấy sẽ tìm được cách gì đó để cứu hai người trước khi họ xảy ra chuyện. Nhà không có A Phú nên cậu Khôi cảm thấy có chút buồn tẻ. Cũng dễ hiểu thôi, làng này chỉ có vài người biết nói tiếng Kinh. Bà Mô Lệnh thì cậu cực kỳ ít tiếp xúc. Ông Xịn thì là trưởng bản nên ít khi ở nhà. Thường thì lúc này cậu sẽ lên nương cùng với A Phú, nhưng bây giờ anh ấy đã đi chợ phiên rồi. Nhớ đến những lời nói của cậu ngày hôm qua, cậu trách bản thân mình vì quá nóng giận mà không kiềm chế được cảm xúc. Suốt ngày hôm nay, cậu Khôi vẫn cố gắng đi tìm kiếm bà thầy Pháp đó, nhưng chẳng có bất kỳ tung tích gì. Ngoài hành động kỳ lạ khi phát hiện cái xác sáng nay cùng với đám người trong bản, cậu chẳng có thêm thông tin bổ ích gì. Tối hôm ấy, vẫn như mọi khi, bọn họ vào giường ngủ từ rất sớm. Cậu Khôi nằm đối mặt với Hương, hai người nhìn nhau trong lòng đầy bất an. Cậu thấy gò má của Hương đã hốc hác đi rất nhiều so với trước kia. Trên người cô lại chi chít các vết bầm. Điều đó càng khiến cho cậu quyết tâm tìm ra chân tướng của mọi việc. Khôi vuốt mái tóc của Hương, miệng mỉm cười, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Em chờ ta, ta sẽ cứu em sớm thôi. Em chờ được, cậu không cần phải quá gấp gáp đâu. Hương nhìn cậu, cái đặt một nụ hôn lên trán. Hai má cậu Khôi ửng đỏ, cậu hạnh phúc ôm chầm lấy cô, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Và cậu Khôi lại một lần nữa mơ tới giấc mơ đó, lại là cảnh dịch bệnh diễn ra trong bản. Trên những cành cây ngọc am nằm ở trung tâm là mấy cái xác treo cổ, cảnh vật tàn tạ tiêu điều. Tất cả những người dân bản đều nổi ghẻ chỉ trích khắp mình. Đang chăm chú quan sát, đột nhiên cậu Khôi lại bị một người đàn bà nắm chặt lấy tay mình. Người đó có mái tóc dài ngang lưng nên cậu không nhìn rõ mặt được. Cậu Khôi nhìn thấy bàn tay người đàn bà kia nhớp nháp, ẩm ướt, nhầy nhụa, dính toàn máu tươi. Toàn thân bà ta bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc kinh tởm. Cậu Khôi không thể rút tay ra khỏi bàn tay đầy máu đó được. Người đàn bà kia dắt cậu đến một ngôi nhà, rồi kẻ bước lên những bậc cầu thang. Tiếng ộp ẹp từ gỗ một phát ra, cậu Khôi có chút sợ hãi. Bà ta đẩy cánh cửa mở ra, chợt cả người cậu nổi đầy gai ốc. Cậu cảm nhận như có thứ gì đó ở phía sau lưng mình. Cậu chậm chậm quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một cái đầu người đứng nhìn mình. Cậu Khôi kinh hãi,
chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị người đàn bà kéo vào bên trong. Bất thình lình cả bầu trời tối sầm lại, một cơn mưa xối xả dội xuống mái nhà. Cậu Khôi thấy giữa sàn nhà có một người đàn bà đang hạ sinh một đứa bé, y hệt như giấc mơ hôm qua. Đứa bé sau khi được sinh ra thì bị một thầy mo đem ra bên ngoài. Người phụ nữ đó cố gắng đứng dậy giành lấy đứa con nhưng lại bị những người xung quanh giữ chặt. Bỗng từ trên trần nhà có những giọt nước rơi tông tổng xuống đầu cậu. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Khôi đưa tay ra đón lấy thứ chất lỏng đó. Nhìn kỹ hơn thì những giọt nước trên tay cậu mang màu đỏ thẫm, vừa ấm vừa tanh. Đến đây thì cậu biết nó là cái gì. Cậu khi này kinh hãi vô cùng, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng mà những chuyện kinh khủng cứ liên tục diễn ra. Hai chân cậu Khôi run run, từ từ ngước mặt nhìn lên phía trên. Cậu thấy trước mặt là một người đàn bà bị rạch toát bụng, đang cười toe toét, hai chân bám chặt trên cột nhà, thân mình treo xuống toàn ten. Nhanh như cắt, người đàn bà kia từ trần nhà phóng xuống chỗ cậu đang đứng. Cậu Khôi hét toáng ngã bật ra đằng sau. Bà ta dùng lực vô cùng mạnh, ghì chặt lấy người, rồi ấn cậu xuyên qua sàn nhà. Cậu Khôi đau đến chết đi sống lại. Ở khoảng cách này, cậu có thể nghe được mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của người đàn bà. Ngoài ra, cậu còn nghe rõ tiếng thở dồn dập, tiếng khóc ai oán của bà ta. À, Sự. Bỗng nhiên tất cả trở nên im bặt, cả cơ thể được thả lỏng. Cậu Khôi hồi hộp mở mắt ra. Con quỷ đã biến mất. Cậu Khôi nhìn xung quanh thì nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ. Bầu trời xung quanh cậu đã thay đổi, nó đã chuyển sang màu đỏ. Cơn mưa cũng đã dứt. Cậu cố bò ra khỏi sàn nhà. Lúc này một âm thanh rất lớn vang lên sát gần cậu. Trong cơn đau đớn, cậu bước chậm rãi đến chỗ phát ra âm thanh đó. Cậu nhìn thấy đám người đang nắm tay nhau thành một vòng tròn. Dưới chân họ là một ngọn đuốc. Ở một gốc cây gần đó, có một người phụ nữ đang bị nhốt ở trong lòng. Cô ta cố cào cấu, gào thét để mà thoát ra. Cả bầu trời bị nhuộm một màu đỏ như máu. Rồi cậu thấy một lão thầy mo đưa cao cây kiếm lên, đâm xuống người đàn bà đó. Cậu Khôi la hét chạy đến thì bị một bàn tay ngăn lại. Cậu quay người ra đằng sau. Một người đàn ông với ánh mắt vô hồn cầm con dao gâm thật mạnh vào trán cậu. Khôi tỉnh dậy, cậu thở một cách dồn dập. Lại là giấc mơ ngày hôm qua, nhưng hôm nay có thêm nhiều chi tiết hơn. Cậu Khôi ngẫm lại những chuyện mà mình mơ thấy. Có khi nào đó là những điều mà cậu cần giải quyết hay là không? Dường như có người muốn báo cho cậu điều gì đó về trận đại dịch năm ấy của bản Ngọc Am, về người đàn bà sinh con bị nhốt ở trong lòng, cùng với người đàn ông bí ẩn kia. Cậu Khôi đang vò đầu bứt tai khó hiểu thì Hương bên cạnh lúc này toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô đang ưỡn bụng lên một cách đau đớn. Nó lại đến nữa rồi, và phải gần một tuần Hương nữa nó mới chịu buông tha cho cô. Cậu Khôi vuốt nhẹ lên mái tóc của Hương. Chợt một hình ảnh đập vào mắt cậu. Giữa trán cô có một vết thẹo do vết đâm của con dao găm. Cậu Khôi cảm thấy hoang mang. Vết thẹo này xuất hiện từ khi nào? Cậu dụi mắt. Vết thẹo ấy cũng biến mất theo. Khôi lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và trấn an rằng mình chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Sau giấc mơ khi nãy, cậu Khôi không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu lại ra ngoài đi dạo. Cảnh vật xung quanh tiêu điều đến mức rợn người, khác xa với sự nhộn nhịp của ban sáng. Hôm nay ông Xìn không đi tuần. Trong làng nồng nặc một thứ mùi đặc trưng. Có lẽ bọn họ đều đang đốt Ngọc Am đầy đủ. Đột nhiên có một bóng người đập vào mắt cậu Khôi. Đó là một người đàn bà mặc bộ đồ trắng xóa, dính đầy máu. Trên tay bà ta cầm một con dao, đang đi về phía người đàn ông đang nằm cách đó không xa.
Lúc này cậu Khôi sực nhớ lại lời của ông Xịn. Cậu đoán kia chính là con quỷ đang đi đòi bảy mạng người. Kẻ nào ra ngoài đường giờ này đều sẽ bị nó giết. Trước con quỷ đáng sợ, cậu Khôi định bỏ chạy để cuốn lấy bản thân mình. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định quay lại cứu người. Cậu âm thầm nhẹ nhàng bước theo người đàn bà. Có lẽ bà ta cũng đang hả hê vì tìm thấy được con mồi, nên không nhận ra sự hiện diện của cậu. Đến chỗ người đàn ông đang nằm quằn quại kia, người đàn bà xốc ông ta lên vai rồi vác chạy về phía bìa rừng. Cậu Khôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao bà ta không giết luôn ở đây? Nhưng không có thời gian để nghĩ thêm, cậu tăng tốc đuổi theo người đàn bà kia. Càng đến gần bìa rừng, tiếng chim lợn phát ra càng lớn hơn. Tiếng cắt tán cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc rợn gai ốc. Người đàn bà tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Cậu Khôi cũng cẩn thận theo sát phía sau. Khi qua được bìa rừng một đoạn, đột nhiên bà ta dừng lại. Cậu Khôi sững người, toàn thân cứng đờ. Người đàn bà đó vẫn đứng yên, duy chỉ có cái đầu của bà ta là quay lại. Tiếng rắc rắc từ cổ bà ta phát ra như báo hiệu cho những điều tồi tệ sắp xảy đến. Khi bà ta quay lại, cậu Khôi thấy đó là một người đàn bà không có mắt, miệng bị rạch dài tới tận mang tai. Đôi mắt bà ta trợn lên, trắng giả mà nhìn về phía cậu Khôi. Bà ta đưa đôi bàn tay nhầy nhụa máu vào trong khoang miệng của mình, rồi từ từ rút ra một cái đầu. Hắn cũng sẽ biến thành như vậy, giống gã ăn mày kia. Hôm nay ta chọn hắn là đủ. Hay là người muốn thế chỗ cho hắn hả? Từ trong rừng, hàng trăm hàng ngàn cánh tay bò ra nắm lấy chân cậu Khôi. Cậu la hét vùng vẫy muốn thoát khỏi những bàn tay đó, nhưng chẳng thể nào thoát được. Chúng quật cậu nằm dài xuống đất, sau đó lôi cậu đi tuốt vào trong rừng một cách man rợ. Ôi, thả ta ra! Cậu Khôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng chân cậu bị những cánh tay như những cái dây leo quấn chặt lấy, không tài nào làm gì được. Những cánh tay đó lôi cậu xuống một cái hồ nước. Cậu hốt hoảng, điên cuồng quẫy đạp, nhưng cơ thể cậu cứ vậy mà chìm dần, chìm dần. Bỗng từ trong bóng tối, cậu thấy có một người đang chạy thục mạng đến phía này. Người đó ném một sợi dây dài đến chỗ cậu. Không chần chừ, cậu lập tức nắm chặt lấy sợi dây. Người kia dùng hết sức bình sinh để kéo cậu lại. Cậu Khôi vô cùng sợ hãi, khát vọng sống của cậu trỗi dậy. Cậu vùng vẫy đạp những cánh tay đang nắm lấy chân mình, nín thở nhìn xuống bên dưới. Trước mắt cậu là hàng loạt những cái đầu người đang nhìn trừng trừng lên cậu. Lúc này đột nhiên những cánh tay kia cũng buông ra. Khôi cố gắng trồi lên mặt nước. Người kia nhanh chóng lôi cậu vào bờ. Cơ thể cậu ướt sũng, nằm lăn ra đất. Cậu Khôi, cậu Khôi à, cậu có sao không? Khôi thở hổn hển nhìn lên. Người đã cứu cậu, vậy mà lại là A Phú. A Phú không chấp nhặt chuyện cũ, thấy Khôi mở mắt liền mừng rỡ, đỡ cậu dậy rồi dìu lại gốc cây gần đó. Cậu Khôi ho lên sụ sụ, quay sang nhìn A Phú, lòng đầy biết ơn. Cảm ơn anh nhiều. Không có anh, chắc tôi đã bị lũ chúng nó kéo xuống hồ hết rồi. A Phú nhìn chung quanh, có vẻ như anh không hiểu ý cậu Khôi nói là cái gì. Chúng nó là ai? Khôi nhận ra A Phú đã biết đến sự tồn tại của những thứ đó ở dưới hồ. Cậu sợ nếu nói ra thì A Phú sẽ hoang mang. Không có gì đâu, chẳng qua tôi thấy vài thứ kỳ lạ thôi. A Phú cũng biết ý, cho nên không hỏi sâu, dìu đỡ cậu Khôi đứng dậy đi về nhà. Ra tới bìa rừng, cậu Khôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Cậu quay lại nhìn vào khoảng không tối tăm phía sau lưng, lòng thầm trách mình vô dụng. Chẳng những không cứu được người đàn ông say rượu kia, ngược lại còn khiến cho bản thân suýt mất mạng.
Về đến nhà trưởng bản, cậu nhanh chóng thay bộ quần áo đã ướt. Ngồi bên đống lửa giữa nhà, cậu vẫn run lên bần bật vì cái tiết trời của vùng núi cao nơi đây. A Phú đưa cho cậu một bộ đồ để thay. Cậu nhìn anh ta, trong lòng vô cùng ngượng ngùng ái náy. A Phú à, tôi xin lỗi anh vì chuyện hôm đó. Khi đó là tôi quá giận, không kiểm soát được bản thân mình. Thành thật xin lỗi anh nhiều. A Phú vỗ vai Khôi, mỉm cười đáp. Vậy là anh sợ tôi ghét anh vì chuyện đó sao? Đừng có lo, tôi đâu có để bụng mấy chuyện đó đâu. Thấy A Phú không trách mình, cậu Khôi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ về chuyện ở dưới hồ khi nãy, cậu quay sang nhìn A Phú, trong lòng đang phân vân không biết nên nói như thế nào. Một lúc sau, cậu mới đủ dũng khí để nói. A Phú à, anh kể cho tôi nghe, tại sao anh lại biết tôi ở dưới hồ đó mà cứu vậy? Chuyện đó hả? Ừ, tôi cũng không biết nói sao danh nè. Cái hồ mà anh rớt xuống á, chỗ chúng tôi gọi là hồ ma. Ban đêm ai mà đi ngang thì sẽ bị thứ gì đó kéo xuống chết đuối. Cho nên không có người nào trong bản dám đến đó khi trời tắt nắng hết. Hồi hôm tôi cùng vài người khác đem đồ từ chợ phiên về, đi ngang qua kho lương á, thì tôi thấy cậu đang đứng ở bìa rừng, nhìn cái gì đó rất là chăm chú. Tôi nghi là cậu đang bị ma quỷ câu dẫn, mới vội chạy đến ngăn cản. Nhưng mà chưa đầy một giây sau, cậu đã biến mất, chỉ còn tiếng la hét à. Đinh tính mách bảo có chuyện không hay, cho nên tôi nhanh chóng đuổi theo. May mà kịp lúc đó. Cậu Khôi lúc này đã hiểu ra. Sáng tiện, cậu cũng nêu lên một thắc mắc lâu nay trong lòng mình. Tôi có một điều muốn hỏi nè. 18 năm về trước, đã từng có người giống như bọn tôi đến đây. Vậy anh có thể kể cho tôi biết chuyện về bọn họ được hay không? A Phú nghẹn lại, dường như đang có thứ gì đó chặn lại cổ họng của anh ta. A Phú bần thần đắn đo một lúc lâu. Cậu Khôi cảm thấy khó hiểu. Tại sao A Phú lại cảm thấy khó xử đến như thế? Dù gì chuyện này cũng đã lâu, nhưng theo lời A Phú nói thì lúc đó anh ta cũng đã 6 tuổi. Chắc chắn anh ta phải biết chuyện gì đó chứ. A Phú, A Phú à. Phải gọi đến lần thứ 3, A Phú mới thoát khỏi trạng thái suy tư. Anh cúi gằm mặt xuống như đang che giấu điều gì đó. Một lúc sau mới dám đáp lời cậu Khôi. Chuyện 18 năm về trước á, tôi thật lòng cũng không nhớ. Khi đó mẹ tôi vẫn còn sống, còn tôi thì lại quá nhỏ, cũng không có quan tâm đến sự hiện diện của đôi vợ chồng kia. Bọn họ cũng giống như cô cậu bây giờ, người vợ cũng đang mang bầu. Tôi cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ nghe mẹ tôi nói là sẽ giúp đỡ bọn họ điều gì đó. Sau đó thì mẹ tôi bị thú dữ cắn chết. Còn cặp vợ chồng kia thì sau ngày tử nguyệt á, tôi cũng không biết họ đang ở đâu nữa. Tưởng sẽ có thêm được thông tin, hóa ra ngay cả A Phú cũng không biết đến những chuyện này. Bây giờ chắc cậu Khôi chỉ có thể hỏi ông Sình hoặc là bà Mo Lệnh mà thôi. Qua những tìm hiểu được trong 3 ngày ở đây, cậu Khôi đã nắm được một số thông tin. Ở bản Ngọc Am đã từng xảy ra một trận đại dịch cướp lấy sinh mạng của nhiều người. Cho bọn họ dùng ngải để mà chữa khỏi bệnh, nhưng đổi lại bị ngải hành hạ mỗi khi đêm xuống. Đồng thời cứ sau 18 năm buộc phải cho ngải ăn một lần. Nếu như cậu đoán không lầm, người sẽ cho ngải ăn chính là Hương. Chỉ có điều cậu không hiểu là Hương sẽ cho ngải ăn bằng cách nào. Linh cảm cậu mách bảo chuyện đó không phải là chuyện tốt lành. Bây giờ cậu lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn đưa Hương đi khỏi nơi này cũng chẳng được. Đứa bé trong bụng sắp chào đời rồi. Lỡ mai đang đi mà Hương trở dạ giữa đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bà Mo Lệnh đã từng nói, cậu với Hương chỉ có thể biết được sự thật vào ngày tử nguyệt đến. Tuy nhiên bây giờ cậu phải tìm cách ứng phó trước, để nếu chẳng may có nguy hiểm đến tính mạng của Hương, cậu vẫn có thể kịp thời ngăn chặn được. Còn về chuyện giấc mơ mà cậu thấy dạo gần đây, không biết có phải đó chỉ là sự trùng hợp,
hay là do ai đó đang muốn nhắn nhủ với cậu điều gì. Trong giấc mơ ấy, có xuất hiện một người đàn bà có chữa, một bà thầy mo và một gã đàn ông. Bản Ngọc Am chắc chắn đã từng có một quá khứ đen tối nào đó mà bọn họ đang cố che giấu với hai vợ chồng cậu. Cậu cần phải làm sáng tỏ chuyện này càng nhanh càng tốt. A Phú và cậu Khôi trò chuyện một lúc rồi lại quay về giường ngủ. Cả hai cũng cần phải lấy lại sức để ngày mai còn lên nương. Bọn họ vừa vào giường thì bất chợt từ bên ngoài tiếng con mèo kêu thét lên một cách đáng sợ. Khôi theo bản năng liền quay sang. Cậu thấy thấp thoáng phía sau cánh cửa có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu giật mình lấy tay lên dụi mắt thì ngay lập tức thứ ấy biến mất đi. Có phải do mệt quá mà cậu sinh ra ảo tưởng hay là không? Cậu Khôi lấy làm hoang mang, nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu đã thấm mệt từ trận thập tử nhất sinh khi nãy rồi. Phía ngoài sân nhà, một cái bóng đen với bộ móng nhọn hoắt, dáng người khom khom, khẽ nhặt con mèo đã bị gãy xương trước mặt lên. Người đó nở một nụ cười hả hê man rợ, liếc mắt nhìn vào căn nhà của ông Xịn rồi thì thầm điều gì đó. Sau cùng thì quay lưng vui vẻ rời đi. Khi mặt trời chỉ vừa lấp ló, cậu Khôi đã tỉnh dậy để chuẩn bị đồ lên nương cùng với A Phú. Đáng lý cậu cũng chẳng phải làm việc này, vì đồ ăn cậu đã được những người trong bản biếu rất nhiều. Nhưng vì muốn tìm kiếm bà thầy phép kỳ lạ đã từng giúp cậu có xuất hiện ở đây hay không. Mọi người trong bản cũng đã lên nương từ sớm. Cậu cùng A Phú nhanh chân thoăn thoắt. Do trời vẫn chưa sáng nên thời tiết còn âm u đến rợn ngợp. Đặc biệt là ở vùng núi cao như bản Ngọc Am, tiết trời vô cùng lạnh, sương mù vẫn còn bao lấy khắp bản làng. Cậu Khôi vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm. Đến một đoạn dốc cao, cậu Khôi, A Phú và những người dân bản nhìn thấy một vệt máu đỏ kéo dài. A Phú đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại cách đó một đoạn, còn bản thân anh ta thì đưa tay chạm vào vệt máu đỏ ấy, đưa lên mũi ngửi, rồi nói bằng một câu ngôn ngữ dân tộc với chất giọng lạnh tanh với những người xung quanh. Có vẻ như có người bị giết tối qua. Cả đám rùng mình, họ vội vã lần theo dấu vết mà tìm kiếm. Càng lên cao thì vệt máu dưới đất càng rõ dần. Cậu Khôi hoang mang, cậu ngửi thấy một mùi hôi tanh đặc trưng hiện rõ mồn một trong không khí. Bỗng lúc này trong đầu cậu lóe lên một đoạn ký ức. Hôm qua vì quá hoảng sợ cho nên khi về đến nhà, cậu quên mất chuyện về người đàn ông kia. Sau khi bị những cánh tay quỷ quái ấy kéo đi, cậu không còn thấy người đàn ông đó đâu nữa. Rất có khả năng đó chính là mạng thứ hai mà con quỷ đã lấy được. Lần theo vệt máu đến giữa lưng chừng đồi thì đứt đoạn. Đoàn người lấy làm khó hiểu, nhanh chóng tất cả chia nhau ra tìm. Những người có mặt ở đó lùng sục khắp nơi. Họ cũng tự nhận thức được đã có người bị con quỷ đó giết rồi. Điều họ cần làm là tìm thấy xác để đem đến cho bà Mo khâm liệm. Dù gì đi chăng nữa, có xác chết chưa được chôn cất trong làng cũng chẳng phải điềm mai gì. Mất một lúc lâu sau, bọn họ cũng chẳng tìm thấy tung tích của cái xác đâu. Cậu Khôi thấy những người trong bản đang tụ họp lại để bàn chuyện gì đó. A Phú cũng đang đứng ra thảo luận. Trong mặt ai cũng run sợ, nhưng lại có pha lẫn chút vui mừng. A Phú quay sang nhìn cậu bảo: Chúng ta thử lên cao kiếm đi, chắc cái xác cũng chỉ quanh đây thôi. A Phú dẫn cậu Khôi leo lên cao hơn. Cậu vừa đi vừa cố gắng nhìn xung quanh xem có điểm gì bất thường. Nơi đây chỉ là những cánh đồng ngô xanh rì nằm thẳng tắp với nhau, xen canh với đó là những loại hoa màu và rau củ. Đang đi thì bất tình lình có thứ gì đó khiến cho cậu Khôi phải khựng lại. Cậu hoảng sợ khều vai A Phú: A Phú, đằng kia có cái gì kìa. Cậu Khôi run run chỉ tay về phía bên tay trái.
A Phú nhìn theo hướng tay của cậu. Phía xa xăm đó có một con bù nhìn. Trên người của nó đang có cái gì đó bao phủ xung quanh. Đồng thời một thứ chất lỏng màu đỏ cũng đang tông tỏng nhiễu xuống. Nhìn kỹ lại thì hình như đang khoác trên vai con bù nhìn là một lớp da người. Cậu Khôi kinh hãi không thốt nên lời. Cậu im lặng chậm chậm tiến lại gần. Cả phần thân con bù nhìn thấm đẫm một màu đỏ của máu. Bên ngoài nó đích thị là đang khoác một tấm da người. Cậu Khôi ngã quỵ xuống. Những người dân bản bắt đầu nhốn nháo chạy đến phía chỗ cậu. Thấy cảnh tượng trước mắt, họ đồng loạt hoảng loạn la hét. Có kẻ còn nôn ọe tại chỗ. Bọn họ quỳ xuống, run run chắp tay lên trời khấn vái cái gì đó. Bỗng dưng bên tai cậu Khôi phát ra một tiếng cười thích thú. Cậu quay nhìn nhưng chẳng thấy gì. Tất cả những người dân bản có mặt ở đây đều đang chắp tay cầu nguyện, vui mừng vì cái chết trước mặt. Vậy còn tiếng khúc khích kia thì chẳng biết là của ai cả. Đột nhiên ở phía đằng xa xăm, tại một gốc cây to trên đỉnh đồi, cậu Khôi thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang xõa tóc rủ rượi ở đó. Bộ đồ trên người bà ta bị nhuộm máu đỏ, bụng bị rạch toạc ra. Bà ta đưa tay lên chào cậu, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Tim cậu Khôi đập thình thịch, đưa tay lấy A Phú rồi thì thầm nói: Tôi biết cái xác nằm ở đâu rồi, mau lên trên đỉnh đồi đi. Nói xong cậu lập tức chạy đi. Mặc dù vết thương hôm qua vẫn chưa lành hẳn, nhất là đôi chân bị cào bong cả lớp thịt ra, cậu vẫn cố gắng chạy lên phía ngọn đồi. A Phú và mấy người dân bản chưa hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Tất cả chạy đến nơi thì thấy một cây bơ mu đang đứng sừng sững ở ngay đó. Mọi người kinh hoàng bởi trước mắt tất thảy bọn họ là xác một người không đầu bị lột sạch da. Lớp cơ thịt đỏ hỏn vẫn còn đang liên tục chảy máu một cách quỷ dị. Hai cánh tay của cái xác bị treo lên cành cây, làm thân người bên dưới cứ đung đưa theo làn gió thổi qua. Cậu Khôi mặt cắt không còn giọt máu, run hai chân không đứng vững. Những người trong bản lại quỳ trước cái xác mà liên tục vái lại và cảm tạ. Vẫn là biểu cảm như lúc họ chứng kiến cái xác bị chim sẻ mổ ngày hôm qua. Sau khi cảm thán xong, đám người rủ nhau về đem xe bò lên đây để đẩy cái xác chết về. Cậu Khôi và A Phú thì ở lại trong chừng. Cậu Khôi nhớ như in, đêm ngày hôm qua, người đàn ông say rượu đó bị người đàn bà kéo đi. Người đó lôi đi vào trong khu rừng. Nhưng tại sao xác lại nằm trên tận đồi này? Cậu nhớ rõ thời gian cậu bị lôi vào bên trong cái hồ, và khi cậu trở ra thì chỉ chưa đến 5 phút. Con quỷ muốn đưa cái xác lên trên đó thì phải đi ngang qua kho lương và cổng làng. Nếu như thế thì đáng lý ra đã bị người khác phát hiện, hoặc ít nhất là A Phú sẽ nhìn thấy. Vậy rốt cuộc bằng một cách nào nó lại có thể di chuyển cái xác lên đây nhanh đến như vậy được? Cậu Khôi cứ vậy mà bần thần suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Một lúc sau thì có một nhóm thanh niên đẩy một chiếc xe bò đến, và trong đám đó có cả ông Sình. Ông nhìn cái xác bị lột da, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu Khôi nuốt nước bọt, đứng dậy đi về theo bọn họ. Đám thanh niên đang đẩy chiếc xe bò xuống dốc thì đột nhiên bị một người đàn bà cùng với bốn đứa trẻ chặn lại. Bà ta lật tấm vải ra, nhìn thấy cái xác đầy máu thì quỳ xuống la hét thảm thiết. Những đứa trẻ chung quanh đó cũng khóc ré lên. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ chính là vợ con của người chết. Họ nhìn cái xác người thân quấy khóc ầm ĩ. Ông trưởng bản vô cùng tức giận, ông cầm cây gậy đuổi đánh bọn họ, miệng còn chửi điều gì đó. Mẹ con nhà kia cố gắng bám víu lấy chiếc xe, nhưng làm sao đọ lại được sức với thanh niên trai tráng. Ông Xìn đẩy bọn họ qua một bên, bảo đám thanh niên tiếp tục đẩy xe đi. Mẹ con nhà kia có đuổi theo nhưng đều bị ông cản lại. Cậu Khôi thấy cảnh tượng đau lòng, chỉ biết ngậm ngùi. Cái họa này ai thoát được thì vui mừng, còn chẳng may người thân của mình bị thì sẽ có kết cục như gia đình đó.
Chiếc xe bò được để đến nhà bà Mo lệnh. Bà ta vinh vào lan can, chậm chậm đi xuống cầu thang, rồi cầm cây gậy trúc bước đến chỗ cái xác. Bà Mo mở tấm vải che đã ướt đẫm máu lên, thấy cái xác vừa bị chặt mất đầu lại vừa bị lột da. Bà ta thở dài rồi che lại. Bà nhìn đám người bọn họ rồi cất tiếng như thông báo gì đó. Vì đó là tiếng dân tộc nên cậu Khôi không hiểu được. Cậu toan hỏi A Phú thì bị anh ta ngăn lại. Qua vài phút, đám người cúi chào bà Mo rồi ra về. Lúc này cậu Khôi vừa đi vừa hỏi A Phú: "Bà ta nói với các anh chuyện gì vậy?" A Phú chột dạ. Anh ta bắt đầu lảng tránh đi ánh mắt của cậu. Không có gì đâu. Bà Mo sai chúng tôi làm một số chuyện lặt vặt thôi." Cậu Khôi nhìn thấy rõ có điều gì đó khác lạ trên khuôn mặt của A Phú. A Phú không nói thêm. Cậu Khôi và anh ta quay trở về nương để hoàn thành công việc. Đang đi, do sơ suất, A Phú giẫm phải một cái bẫy gai ven đường. Anh ta la hét rồi ngã ụt xuống đất. Cậu Khôi hoảng hốt vội chạy đến: "A Phú à, anh có sao không?" "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." A Phú nói trong khi còn đang rên rỉ. Cậu Khôi vội gỡ cái bẫy ra khỏi chân anh ta. Bàn chân A Phú lúc này bị những cái mũi sắc nhọn đâm xuyên qua, đang chảy máu rất nhiều. Cậu Khôi thấy thế thì lo lắng, vội đỡ anh ta dậy rồi nói: "Máu chảy như thế này mà không sao. Cậu biết căn nhà bên tay phải kia là của ai hay không? Tao vào đó nghỉ ngơi chút đi. Chân cậu như thế này làm sao mà đi tiếp được." Nói rồi dìu A Phú đến ngôi nhà đó. Chủ nhà thấy A Phú liền hoảng hốt chạy đến hỏi thăm tình hình. Nhà này là nhà của bà Sò. Chồng con của bà đã lên nương và vào rừng săn bắt rồi. Chỉ còn bà ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Bà Sò cho hai người vào nhà, rồi nhanh chóng lấy một ít hàng liên thảo ở góc nhà, giả nhuyễn đắp cho A Phú. "Tôi xin lỗi cậu Khôi nhiều lắm, phiền cậu rồi." A Phú thở dài. Cậu Khôi khuôn mặt đầy khó xử: "Không sao mà, cũng giống như ngày hôm qua anh cứu tôi thôi. Chân anh bây giờ đỡ đau chứ?" "Đỡ nhiều rồi." Cậu Khôi dìu A Phú đến dựa vào vách nhà nghỉ ngơi. Riêng cậu thì giả vờ xin phép đi dạo xung quanh, chủ yếu là để thăm dò thêm tin tức. Nhà bà Sò cũng giống như bao căn nhà khác ở đây, khác một điều là có thêm một gian để dệt vải. Cậu Khôi đi vào bên trong gian nhà này. Khắp nơi chất đầy những cái bao tải đựng cây bông và cây lanh. Ở trong góc sát vách là những cái chồng sắp vải đã dệt xong. Nơi đây khác hẳn với những tiệm dệt mai khác ở dưới xuôi. Cậu Khôi toan đi ra thì chợt có một giọng nói khẽ vang lên bên tai: "Phía đó, nhìn đi." Cậu như bị một thế lực nào đó thôi thúc, lập tức quay đầu nhìn về phía góc nhà. Ở đó có một thanh gỗ buộc rất nhiều sợi dây vải màu trắng. Lẫn trong đám dây vải trắng đó còn có một sợi màu đỏ rất là bắt mắt. Cậu Khôi chợt nhớ lại hình ảnh mình thấy trong giấc mơ hôm qua. Một đám đàn ông rút những sợi dây vải giống như là đang rút thăm. Người rút trúng sợi màu đỏ thì lập tức bị lôi đi. Tiếng nói kia lại vang lên như ra lệnh: "Bảo lấy nó đi." Một thế lực vô hình điều khiển cậu bước đến chỗ thanh gỗ. Cậu vô thức đưa tay cầm lấy những sợi vải. "Cậu Khôi à, cậu đâu rồi?" Tiếng A Phú vọng tới. Cậu Khôi lúc này mới hoàn hồn sực tỉnh. Cậu vội vã giấu hết những sợi dây vải vào bên trong người rồi chạy ra ngoài. Tôi đây." Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. A Phú cũng không hỏi gì cả. Ở lại nhà bà Sò một lúc nữa, khi vết thương đã không còn chảy máu, cậu mới cùng A Phú tạm biệt bà và ra về. A Phú cũng đã đỡ đau, vết thương không nguy hiểm, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế đi lại một vài ngày. Một ngày nữa cứ thế trôi qua. Có vẻ như Hương đã dần học được cách chấp nhận sống chung với những cơn hành hạ. Hai gò má của cô hốc hác càng ngày càng hiện rõ, đôi mắt thâm quầng, chiếc bụng càng ngày càng to ra. Cậu Khôi biết cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đêm đến là từng đợt tiếng chiên vang lên. Đợt thứ nhất, đợt thứ hai, sắp sửa đến đợt thứ ba rồi. Cậu Khôi nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Hương, nước mắt cô cũng đã bắt đầu tuôn ra. Cậu khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở hai bên khóe mi, rồi nhìn cô mà nhủ thầm. Em cố gắng một chút nữa, ta sẽ cứu em. Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Đợt chuông thứ ba bắt đầu vang lên từng hồi. Đã sang canh ba, cơn ác mộng lại đến với Hương và những người trong bản. Không biết đây là đêm thứ mấy mà cậu Khôi tiếp tục thức khuya như thế này. Nó như đã trở thành một thói quen đối với cậu. Cậu đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra con đường bản đầy sỏi đá. Chợt cậu nghe vọng lại tiếng bước chân. Từ xa xăm, một đoàn người đang đi âm thầm trong đêm. Chỉ có ánh sáng lấp ló từ chiếc đèn lồng của người cầm đầu. Không ai khác, chính là bà Mo Lệnh. Bà cùng với một đám người đang đi dọc ra phía sau cánh rừng ngọc am của bản. Phía sau họ có khoảng chừng 3-4 người đàn ông trưởng thành, kéo theo một chiếc xe bò đựng thứ gì ở bên trong. A Phú à? Cậu Khôi liếc nhìn xung quanh. A Phú không có nhà, ông Sinh cũng vậy. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, không hề ngoảnh đầu lại. Cậu Khôi cảm nhận được sự bất thường của đám người họ, liền âm thầm đuổi theo. Giữa tiết trời lạnh lẽo u tối, cậu cẩn thận khéo léo, âm thầm quan sát hành động của những kẻ kia. Phía đằng trước đang có một cây ngọc am bị khoét một khoảng lớn ở ngay giữa thân. Bọn họ lấy từ trong chiếc xe bò ra một mảnh vải màu trắng. Nhìn thật kỹ vào chiếc xe, cậu Khôi nhận ra thứ đang nằm bên trong chiếc xe là một xác người. Cậu cảm thấy rợn rợn. Bọn họ đang định chôn người kia vào bên trong thân cây hay sao? Từ trong màn đêm hoang vắng, cậu thấy thoắt ẩn thoắt hiện một bà già lưng còng, dáng khôn, tay chống gậy trúc. Đích thị chính là bà Mo Lệnh. Bà ta gằn giọng thúc giục đám người. Cậu Khôi còn nghe được bên trong đó còn có cả những câu chửi thề hung dữ của bà ta. Những người đàn ông răm rắp làm theo lệnh của bà Mo, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ chỉ cố gắng dùng hết sức lực để đặt cái xác vào bên trong cây ngọc am. Cậu Khôi cảm thấy bản làng này thật lạ kỳ. Thay vì chọn địa táng hay hỏa táng giống như tục lệ thông thường, nơi đây chọn một hình thức cực kỳ quái dị. Đó là mộc táng, chôn xác người chết vào trong thân cây. Thì ra chính vì lý do này, bọn họ mới không khai thác ngọc am để đem đi bán hay là làm quan tài. Tuy nhiên có một điều mà cậu Khôi cảm thấy thắc mắc về tục lệ này. Họ đục trỏng thân cây để lấy chỗ đặt xác người. Thế thì tại sao những cái cây đó không chết đi, mà ngược lại còn phát triển mạnh khỏe như thế kia? Nếu đúng như những điều mà cậu đang nghĩ, thì có lẽ những cái cây này, thay vì hấp thụ dinh dưỡng từ trong đất, nó đã chuyển sang hấp thụ dinh dưỡng từ xác người. Nghĩ đến đây, cậu Khôi bất giác rùng mình, đến nỗi mất thăng bằng, trượt chân đạp mạnh vào tán cây bên cạnh. Âm thanh xào xạc của lá cây nhanh chóng lọt vào tai những người phía trước. Nhận ra có kẻ đang theo dõi, bà Mo Lệnh cất giọng khàn đục của mình lên, như đang hỏi điều gì đó. Lúc sau một người đàn ông thấp giọng đáp lại. Bà Mo đôi mắt long lên song sọc, cất lên thanh âm như muốn xé tan bầu không khí, rồi sau đó đi về phía này. Cậu Khôi bịt chặt miệng mình lại. Không lẽ bà ta đã phát hiện ra cậu rồi sao? Tiếng bước chân của bà ta ngày một gần. Chẳng mấy chốc bà ta sẽ bắt gặp cậu đang đứng ở đây. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu chỉ có thể giả vờ tiếng chích chích như chuột. Bà Mo Lệnh vừa định tiến thêm một bước, nghe tiếng kêu ấy thì dừng lại thầm nói điều gì đó, xong rồi quay lưng đi. Cậu Khôi thở phào, cả cơ thể mềm nhũn như con chi chi. Bọn họ mất gần nửa tuần hương sau mới đặt cái xác vào bên trong thân cây, rồi đậy kín lại được. Bà Mo Lệnh thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa, liền cất cái giọng ra lệnh điều gì đó. Đám thanh niên lại răm rắp nghe theo.
Họ vội vã kéo xe bò trở về. Chẳng ai dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Bây giờ cả cánh rừng rộng lớn chỉ còn lại cậu Khôi và bà Mo. Bà Mo đứng trước những cây cổ thụ chôn người, bắt đầu niệm một bài chú vô cùng kỳ lạ. Giọng bà ta ngày càng cao, tựa như không được phát ra từ trong cuống họng, mà là phát ra từ chốn âm tào địa phủ. Cậu Khôi thấy xung quanh bà Mo có những làn khói đen ngòm bốc lên mùi xú uế nồng nặc. Từ phía xa xăm trong cánh rừng, những tiếng cười mang dài đột nhiên cất lên. Tiếng trẻ con, tiếng người già, tiếng người trẻ đủ cả. Nhưng trong số đó có một giọng cười mà khiến cho cậu Khôi cảm thấy ớn lạnh nhất. Đó là giọng cười của một người thiếu nữ. Nó không trầm, không bọc, cứ lanh lảnh đều đều, nhưng lại cho thấy người này đang cực kỳ hả hê sảng khoái. Sau đó là chứa đầy sự căm tức và phẫn nộ. Bà Mo lạnh đưa hai tay lên cao. Từ những cái cây được chôn xác người ấy lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ tươi như máu. Lá cây trong rừng bắt đầu xao động mạnh mẽ. Cậu Khôi phải bám chặt vào bụi cây gần mình để không bị gió cuốn bay đi. Bà Mo cầm một con dao, hai tay đưa lên cao. Đôi mắt giờ đây chỉ còn một màu trắng giả. Bà ta dùng hết sức đâm thẳng con dao vào thân cây trước mặt mình. Mọi thứ đột ngột trở nên im bặt, không còn thanh âm hay giông gió dữ dội như khi nãy nữa. Khoảnh khắc vừa rồi nhanh như một cái chớp mắt. Nếu cậu Khôi không trải qua, cậu không tin tất cả là sự thật được đâu. Mô lệnh quay đầu nhìn xung quanh bằng ánh mắt dè chừng. Cậu Khôi nằm bệt luôn xuống đất, sợ bà ta phát hiện ra mình. Khi thấy không có ai, bà ta mới liền vội vã rời đi. Đợi thêm một lúc, thấy không còn tiếng động nữa, cậu Khôi mới dám quay về. Vậy là cậu không lầm, bà Mô lệnh có một mối quan hệ mật thiết với con quỷ kia. Cũng có thể bà ta chính là nó. Cậu Khôi vội vã chạy về nhà ông Xin, cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai theo dõi hay không. Rồi cậu mới khẽ gõ cửa. A Phú thấy cậu ở bên ngoài thì lấy làm lạ. Anh ta câu mày thắc mắc. Ủa, khuya rồi, cậu còn ở bên ngoài làm gì vậy? Tôi không ngủ được, đi ra ngoài hít chút khí trời thôi. Cậu bị điên sao? Cậu không sợ con quỷ ấy giết cậu sao? Tôi đâu có đi xa, chỉ quanh quẩn trước cổng đây thôi mà. Cậu đáp cho qua chuyện, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, rửa tay chân sạch sẽ, trở về buồng ngủ của mình. Suốt cả một đêm, cậu cứ suy nghĩ về những gì mà cậu vừa thấy lúc nãy. Giọng cười đáng sợ ấy là của ai? Bọn họ đã nói điều gì với nhau? Mãi trăng trọc, trời đã sáng khi nào chẳng hay. Âm thanh như ngày hội của bản làng vang vọng đến tai, làm cho cậu Khôi lờ mờ tỉnh giấc trong sự mệt mỏi. Cậu sực nhớ mình phải cùng với A Phú lên nương. Giờ này có lẽ anh ta đã đi trước rồi. Cậu bèn vội xuống giường, đi ra sau rửa mặt. Chợt thấy A Phú đang ngồi bên bếp cùng với cái nồi đang sôi sùng sục. Cậu mới thắc mắc. A Phú, anh không lên nương sao? Tôi quên mất không nói với cậu. Hôm nay làng tôi có lễ hội, mỗi nhà trong bản đều phải dâng lễ vật để mà tẩy hết tà khí, không cho con quỷ làm hại đó. Cậu Khôi gật đầu như đã hiểu, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi giúp A Phú và ông Xin những việc vặt. Hương lúc này từ bên ngoài bước vào. Đến chỗ cậu, cô cất giọng nói đã có phần yếu hơn mỗi khi. Cậu mau ra ăn chút đồ ăn lót dạ đi. Có vài người trong bản mới vừa tới biếu cho chúng ta chút thịt trâu á. Còn A Phú nữa, anh đói thì ra ngoài ăn trước đi. Việc này cứ để tôi làm chứ. Không cần đâu, tôi ăn rồi. Cậu Khôi nghe Hương nói thì đứng lên phủi tay ăn một chút đồ ăn. Còn cô thì bước đến phụ giúp cho A Phú. Người trong bản bắt đầu tụ tập đến dưới gốc cây ngọc am nằm ở trung tâm bản. Ở đó đang được đặt những mâm đồ cúng như lợn đen, trâu đen, gà vịt. Ngoài ra còn có một cái bàn đang được đặt những thứ như nhang nến, giấy tiền vàng mã.
dĩa muối, dĩa gạo và nhiều chén cháo trắng. Phong tục ở đây thật kỳ quái, cậu Khôi chưa thấy bao giờ. Mặt trời càng lên cao, giữa sân càng có nhiều mâm đồ cúng được đem đến. Mâm đồ cúng của gia đình A Phú cũng được đặt ngay ngắn ở đó. Khi mọi thứ gần như đã hoàn tất, thì tiếng tụ và bắt đầu vang lên liên hồi. Nối tiếp sau đó là tiếng kèn, tiếng trống ồn ào. Những người trong bản đứng tụ tập ngày càng đông dưới gốc cây ngọc am, bắt đầu nhảy múa như đang chào đón thứ gì đó. Cậu Khôi và Hương nghe thấy từ cuối bản phát ra âm thanh của một cuộc diễu hành. Phía đằng xa xăm đang có một cái kiệu được những người thanh niên lực lưỡng khiêng đi. Bọn họ đi ba bước lại quỳ xuống một bước. Mỗi lần như vậy là bà Mô lệnh sẽ ném những lá bùa ra hai bên đường. Còn đám người trong bản thì vẫn cứ bái lại và nhảy múa theo hướng chiếc kiệu chuẩn bị đi tế. Khi đến trước gốc cây ngọc am thì đoàn người nhảy múa mới dừng lại. Bọn họ dạt sang hai bên vào đoàn người đang bái lại. Cậu Khôi không hiểu gì. Cậu và Hương ngồi một góc để quan sát lễ hội của bọn họ. Bà Mo lúc nãy bắt đầu bước ra khỏi kiệu. Bà ta trong bộ trang phục được may rất rộng, tay áo to, vạt trái vắt chéo qua sườn phải, tà áo dài tới bắp chân, phần dưới may mở rộng và không xẻ tà. Ngang lưng có một dải lụa cố định bằng vải trắng. Trên đầu bà Mo còn đội một chiếc mũ quạt được trang trí tua hạt cườm. Phong thái của bà Mo đầy trang nghiêm và ma mị. Nhìn vào bà ta, cậu Khôi không thể nào quên được cái bộ dáng ngày hôm đó. Nét mặt bà ta vô cùng nham hiểm. Rốt cuộc người đàn bà đó là người như thế nào? Đêm qua bà ta và luồng khí đỏ đó đã nói cái gì? Cậu Khôi có chút nghi ngờ. Không biết liệu người đàn bà trong làng khói đỏ đó có phải là bà thầy phép mà cậu gặp ở làng Cao Thôn hay không? Tuy ngoại hình có chút không giống, nhưng cách thể hiện và sát khí tỏa ra từ bà ta khiến cho cậu luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bà Mô Lệnh lúc này mới bước đến trước bàn lễ tế, lấy ra những nén nhang rồi châm vào ngọn lửa. Tay còn lại bà ta cầm một chiếc quạt. Bà ta đưa tay lên cao, mặt hướng vào những nén nhang, bắt đầu niệm tứ chú ngữ kỳ lạ bằng tiếng dân tộc mình. Vừa niệm, bà ta vừa thực hiện liên hoàn những động tác vô cùng kỳ lạ. Nó như một điệu múa, nhưng lại chứa đầy sự linh thiêng trong từng động tác. Hai tay bà ta vô cùng điêu luyện. Tiếng kèn, tiếng trống hòa trong điệu múa của bà ta, làm cho không khí ở đây vô cùng kỳ bí. Mô Lệnh chậm chậm cắm nhang vào trong lư, đặt lại cái quạt trên bàn. Từ trong túi vải đeo bên mình, bà ta lấy ra một con dao găm. Thoáng chốc, đưa hai tay lên cao, rồi đâm thật mạnh vào lá bùa bên dưới. Cậu Khôi nhìn thấy hình ảnh ấy mà ngứa người ra. Cái bộ dạng này rất giống như cái cách bà ta dứt khoát đâm vào luồng khí đỏ ngày hôm qua. Đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn về hướng bà Mo. Hành động này cậu không chỉ thấy một lần hay hai lần, mà cậu cảm giác mình đã thấy nó rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao, cậu lại chẳng thể nhớ cậu đã gặp nó khi nào. Bà Mo Lệnh sau khi đâm dao vào bùa, liền cầm hai dĩa muối và gạo trên tay, ném về phía trước. Những người đang có mặt ở đó bắt đầu la hét vui mừng. Họ đưa hai bàn tay lên cao, rồi tiếp tục bái lại, hứng lấy hứng để những hạt muối và hạt gạo được ném ra. Bà Mo vừa đi vừa trải bùa sang hai bên. Những người xung quanh họ hét tranh nhau những lá bùa. Đi đến cuối đoàn người, bà ta bỗng quay sang nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hương đầy quỷ dị. Miệng bà ta đang mấp máy điều gì đó. Sắp tới lượt mày rồi. Hương dường như nghe được mấy chữ cuối. Cô cảm nhận sống lưng của mình đột nhiên tràn ra một cơn lạnh toát. Bà Mo nói xong thì liền quay đi. Lúc này cậu Khôi quay nhìn sang Hương, thấy cô đang liên tục run rẩy, miệng há hốc không ngậm lại được. Cậu cảm thấy bất an. Em sao vậy Hương? Em khó chịu trong người quá. Chắc đưa em về nhà ông Sình ngay bây giờ được không? Hương hoảng sợ đặt tay lên bụng. Cậu Khôi thấy thế thì không chần chừ, lập tức dìu cô về nhà. Hương cứ ôm lấy đứa bé nằm trong bụng mình,
thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn về phía sau, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Ngoài trừ phần lễ ra, phần hội của dân bản cũng không có quá kỳ dị. Bọn họ cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa, ăn uống vô cùng náo nhiệt. Bọn họ có vẻ vô cùng vui và háo hức, giống như chưa từng có cái chết kỳ dị nào xảy ra. Điều này làm cho vợ chồng cậu Khôi rất bất an. Hương được những người phụ nữ trong bản chăm sóc, còn phần cậu Khôi thì được A Phú dẫn đi chơi trong hội. Do là khách quý, cậu rất được người dân trong bản mời đón. Bọn họ đem đồ ăn đến cho cậu, chỗ cậu tham gia những trò chơi. Cậu Khôi không thể từ chối, đành cùng với bọn họ giả bộ tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì đang lo lắng vô cùng. Bị giữ lại chơi hết trò này đến trò khác, trời đã sập tối khi nào chẳng hay. Khắp nơi trong bản cũng bắt đầu thắp đuốc đỏ rực. Cậu Khôi lúc này mới xin phép cáo từ để trở về với Hương. Vừa rời khỏi nơi ca hát nhảy múa của dân bản, cậu vô thức đưa bước chân đi vào con đường mòn dọc bìa rừng. Lúc này cậu bắt gặp vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm với nhau. Đó là những đứa bé vô cùng ngây thơ. Có một bé gái đang nhắm mắt để những đứa còn lại chạy vào rừng trốn. Cậu Khôi đang mải mê nhìn lũ trẻ chơi thì bỗng từ đằng sau có người vỗ vai. Cậu giật mình quay lại, thì ra đó là A Phú. Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu làm gì đứng thần người đây vậy? Cậu Khôi chưa vội trả lời mà cất bước rẽ vào lối đi vô rừng. A Phú tò mò cũng đi theo. Đến cánh rừng Ngọc Am, cậu Khôi cố gắng bước đi một cách âm thầm nhất để không phát ra tiếng động. Càng vào sâu bên trong thì cái không khí rợn ngợp của rừng thiên nước độc càng làm tô rõ thêm bội phần. Cậu Khôi núp đằng sau một bụi cây thì thầm nói với A Phú. Tôi đang xem lũ trẻ con chơi trốn tìm. Hả? Lũ trẻ nào? Nghe đến đây, cậu Khôi vội quay sang. Lũ trẻ đã biến mất rồi, không còn một đứa nào cả. Cậu Khôi lấy làm lạ, rõ ràng cậu vừa thấy chúng ở ngay đây mà. Chẳng lẽ chúng đi về hết rồi sao? A Phú lắc đầu khó hiểu, sau đó kéo cậu Khôi quay trở lại con đường mòn dẫn về bản. Cậu Khôi vẫn luyến tiếc nhìn về phía bìa rừng, sau đó cũng nối gót theo A Phú, mà không để ý ở phía cái cây của cô bé mà cậu thấy khi nãy đang liên tục có máu tuôn ra. Đám người làng vẫn tiếp tục ca hát nhảy múa. Trong bọn họ không có vẻ gì bận tâm về những chuyện quỷ dị đã và sắp đến. Có lẽ họ nghĩ rằng cặp vợ chồng khách quý Khôi và Hương sẽ giúp họ thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trên đường về, đi ngang qua gốc cây Ngọc Am khổng lồ, nơi diễn ra buổi trừ tà kỳ dị, cậu Khôi thấy một cái nồi nước rất to được đặt trên đống lửa mà khi sáng Mô Lệnh đã đốt. Xung quanh cái nồi còn có những lá bùa màu vàng được dán chặt trên đó. Cái nồi đó là gì vậy A Phú? A Phú trả lời không mấy tự nhiên. Đó là nồi súp trâu hầm của bản chúng tôi. Mỗi khi lễ hội này diễn ra đó thì phải dùng một con trâu để cúng thần. Không được hầm trước, phải hầm ngay trong lúc diễn ra lễ hội, và phải hầm liên tục trong 10 giờ liền mới xong. Có lẽ cũng chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là được rồi. Cậu Khôi nhìn về cái nồi, cảm thấy nó có thể chứa gọn một người trưởng thành ở trong đó. Dù trong lòng còn thắc mắc về những tục lệ ở đây, nhưng nghĩ đến Hương ở một mình đã lâu, cậu bèn gạt sang một bên, nhanh chóng cất bước về nhà ông Xịn. Vừa đặt chân tới trước thềm nhà, cậu Khôi mỉm cười nhẹ nhõm, bởi lo âu bất an tối giờ đã tạm tan biến. Trước mắt cậu là hình ảnh người vợ hiền đang ngồi trên bậc cầu thang của căn nhà, tay khéo léo vá lại từng đường chỉ trên tà áo của cậu. Lòng cậu Khôi dâng lên một cổ cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cậu quyết tâm phải nhanh chóng tìm được cách chữa trị cho Hương, dù phải trả bằng bất cứ cái giá nào. Hương nhìn thấy cậu Khôi trở về thì ánh mắt hiện lên nét hớn hở vui mừng. Tuy gương mặt của cô vẫn rất hốc hác xanh xao, nhưng sự khó chịu đau đớn ban tối
dường như đã tan biến. Cô dậm đứng lên, ướm chiếc áo mới vá xong lên người cậu, rồi giục cậu đi tắm. Sau khi tắm xong, trở về phòng, đã thấy Hương ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Cậu bước đến, choàng thêm cho cô tấm áo, rồi khẽ ôm cô vào lòng. Hương tựa đầu vào ngực cậu, vuốt ve cái bụng tròn của mình, nhìn ánh trăng xa xăm bên ngoài, rồi khẽ nói: "Em nhớ làng Cao Thôn quá. Chúng ta rời đi chắc cũng hơn 2 tuần rồi ha. Quỳnh Hương, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất vui khi gặp được ông bà nội." Cậu Khôi nắm lấy bàn tay trên bụng Hương, mỉm cười, vẻ mặt toát lên đầy sự hạnh phúc. "Em đã nghĩ ra tên cho con luôn rồi sao? Nhưng sao lại đặt là Quỳnh Hương? Lỡ sinh ra con trai thì sao?" "Cậu không nhớ lúc tỏ tình á, cậu đã tặng cho em một đóa hoa Quỳnh Hương thơm ngát đó sao? Em muốn lấy cái tên này vì nó minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Còn nếu là con trai, em sẽ đặt là Khôi Nguyên. Cậu thấy sao?" "Hai cái tên đều rất hay. Em thật giỏi đó." Đôi mắt Hương long lanh đầy tia hy vọng. Cậu Khôi lòng đầy xúc động. Những điều Hương nói chính là viễn cảnh tương lai mà cậu muốn nó xảy ra nhất. Cậu ước cả hai sẽ vượt qua được cơn đại nạn này, trở về Cao Thôn, và mọi thứ đều sẽ quay về như cũ. Cậu Khôi ôm chặt lấy Hương hơn. Cả hai ngồi ngắm trăng, nghĩ về những chuyện tương lai. Đột nhiên Hương quay sang nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: "Cậu kể cho em nghe về vụ tai nạn kia đó có được không? Vụ tai nạn trước khi em mắc căn bệnh kỳ lạ đó." Cậu Khôi giật mình. Ngay lúc này đây, giữa cổ họng của cậu như có thứ gì đó chặn lại. Cậu không biết trả lời như thế nào. Nhìn ánh mắt của Hương cứ xoáy sâu vào mình, cậu ngập ngừng như muốn lảng tránh. "Trễ rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Tối nay con quỷ sẽ lại đến hành hạ nạt tiếp nữa. Nàng nên nghỉ sớm đi, để còn sức chống chọi với nó." "Cậu cứ nói đi, em sẽ không giận đâu." Ta thật sự xin lỗi. Chuyện ấy..." Đang nói giữa chừng thì bên ngoài có tiếng la hét ý ới. Hai người hiếu kỳ vội đi ra xem. Những người trong bản đang cầm đuốc lùng sục tìm kiếm thứ gì đó. A Phú từ đằng xa chạy lại trước mặt bọn họ. Anh ta thở hổn hển, không kịp lấy hơi. "Cậu Khôi à, có phải lúc nãy cậu thấy mấy đứa trẻ chơi trốn tìm ở chỗ bị rừng phải không?" "Đúng vậy. Nhưng mà có chuyện gì? Cậu bảo theo tôi đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau." Cậu Khôi không hiểu gì, nhưng cũng dặn dò Hương đóng cửa nẻo cẩn thận, rồi chạy theo sau A Phú. Đám người vừa chạy vừa hét lên như kêu gọi ai đó. Đến giữa bản, bọn họ mới dừng chân lại để thở. Một người đàn ông bước ra, nói cái gì đó như ra lệnh. A Phú gật gật đầu, rồi quay sang nói với cậu Khôi: "Cậu theo tôi đi về phía cuối làng một lát. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bản tôi đột nhiên có mấy đứa trẻ mất tích, mà cũng sắp tới giờ con quỷ kia lộng hành rồi. Chúng tôi phải nhanh tìm lại lũ trẻ, chứ không là chúng sẽ gặp nguy hiểm đó." Nghe A Phú nói thế, cậu Khôi mới chợt nhớ tới những đứa trẻ mình thấy lúc tối. Nếu lúc ấy cậu không bỏ đi mà bảo A Phú đi kêu chúng về nhà, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Cậu nói lại với A Phú chuyện đó. Sau đó A Phú thuật lại với dân bản. Họ bàn tán xôn xao và nhốn nháo lo lắng. Cho bọn họ nhanh chóng chạy đến bìa rừng. Khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều bàng hoàng run rẩy. Cậu Khôi cũng chạy đến đó xem có chuyện gì, thì bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn. Ở dưới gốc cây mà đứa bé gái nhắm mắt đếm số để những đứa trẻ khác đi trốn là một cái vũng máu lớn vẫn còn nóng hổi. Vũng máu ấy còn kéo dài thành một vệt dẫn sâu vào trong rừng. Cậu Khôi cảm thấy bất an. Chẳng lẽ có chuyện không lành xảy ra với mấy đứa trẻ rồi sao? Máu này có phải là của chúng hay không?
A Phú lắc đầu, nhìn về hướng vệt máu kéo lê dưới đất. Tôi không biết nữa, chúng ta thử vào sâu hơn xem sao. A Phú lúc này cũng khá hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ huy đám người đi tìm kiếm. Càng vào sâu trong rừng, vệt máu càng mờ đi, không khí âm u hoang vắng bao trùm lấy tất cả. Đi được một lúc, vệt máu ấy dừng lại trước một bụi cây. Cậu Khôi cùng với mọi người nín thở quan sát. Hình như phía đằng sau bụi cây đang có thứ gì đó chuyển động. Nó phát ra âm thanh thúc thích, pha lẫn tiếng nấc nghẹn. A Phú vội bước tới xem. Mọi người có mặt ở đó hồi hộp chờ đợi. Những người mẹ của những đứa trẻ mất tích thì chắp hai tay mà cầu nguyện. A Phú đột nhiên đứng hình, trung sợ lùi ra đằng sau. Tất thể mọi người thấy vậy đều lo lắng. Từ trong bụi cỏ ấy, có bóng dáng một đứa con nít đứng lên. Mọi người nhìn thấy nó mà bàng hoàng không ngậm được miệng. Nó vẫn còn sống, chỉ có điều lưỡi của nó đã bị cắt đi. Đó là đứa bé gái nhắm mắt đếm số cho những đứa khác đi trốn. Mẹ nó hốt hoảng chạy lại, ôm con gào khóc hỏi han. Nhưng đứa bé miệng toàn là máu, nó khóc nấc lên đau đớn, ú ớ, chứ không thể thốt ra được một lời. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Cậu Khôi nhìn quanh, nhưng bốn bề vắng lặng, không có dấu hiệu có ai khác ở đây cả. Cậu thầm lo lắng cho những đứa trẻ còn lại. Hy vọng sống của chúng có lẽ là rất thấp. Bé gái kia được đưa về nhà. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó ở đây. Nếu việc này là do con quỷ kia làm, thì tại sao nó lại không giết đứa bé này luôn? Hay là nó có ý đồ gì khác? Cậu Khôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Cuối cùng cũng theo chân người dân tập trung ở giữa bản một lần nữa. Bỗng từ phía đằng sau lưng bọn họ, thoát ẩn thoát hiện bóng dáng của bà Mo Lệnh. Mọi người thấy bà Mo thì lập tức cúi chào. Bà ta chống gậy nhìn bọn họ, nói điều gì đó. Đám người nghe xong vội vàng tiến tới chỗ nồi súp trên đống lửa. Nồi súp ấy đã hầm được xuyên suốt 10 giờ liền. Bây giờ cũng đã đến lúc mở nó ra rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Xà Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.